Nhìn màu huyết trắng để đoán bệnh phụ khoa thì huyết trắng khí hư hay còn gọi là dịch tiết âm đạo đấy ạ. Nó có cái chức năng là duy trì cái và cân bằng những cái độ pH trong môi trường âm đạo của chúng ta, và nó giúp làm sạch những cái tế bào chết trên và trên cái thành âm hộ, và loại bỏ các cái vi khuẩn gây viêm nhiễm phụ khoa, nấm ngứa âm đạo. Và bình thường thì khí hư nó ra nó sẽ có cái màu là trắng trong như lòng trắng trứng gà đấy ạ, và có thể là có màu hơi ngà vàng, nó không mùi hoặc là có mùi tanh nhẹ. Khí hư của chúng ta nếu như có dấu hiệu bất thường thì đó chính là những cái dấu hiệu của bệnh viêm nhiễm phụ khoa mà chị em chúng ta có thể nhận biết được qua cái dấu hiệu sau nhé. Thứ nhất là chúng ta ra những cái khí hư màu lâu này. Khí hư màu lâu thì có thể là bạn đang mang thai thời kỳ đầu, hoặc là nếu như bạn không mang thai thì đây có thể là bạn đang bị rối loạn kinh nguyệt này, hoặc là chúng ta có những cái biểu hiện đầu tiên của cái bệnh ung thư cổ tử cung, hoặc là bị nội mạc tử cung mọi người nhé. Thứ hai nữa đó là khí hư nó có màu trắng đục. Khí hư màu trắng đục thì hoặc là có thể là kèm theo màu vàng, hoặc là mùi kèm theo mùi hôi khó chịu, thì có thể là chúng ta đang bị nhiễm cái trùng nhiễm trùng, hoặc là bị các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục. Thứ ba nữa đó là chúng ta có cái khí hư nó ra màu vàng đậm đây, màu vàng đậm đây ạ. Đấy, nếu như chị em chúng ta mà ra cái khí hư màu vàng như thế này, hoặc là có thể là màu xanh đấy, có thể là khí hư màu xanh này, xanh lơ đấy ạ, có bọt, và chúng ta cảm thấy là nóng rát khi đi tiểu, thì đó là cảnh báo của chúng ta bị đang bị nhiễm cái trùng roi âm đạo rồi nhá. Thứ tư đó là khí hư nó ra nó màu hồng. Khí hư màu hồng thì là có thể là bạn vừa mới sinh xong, nó lẫn máu hoặc là sản dịch đấy ạ, hoặc là chúng ta vừa mới hết kinh xong thì khí hư nó ra nó có thường lẫn màu hồng hồng đỏ đỏ đấy ạ. Là đó là một cái dấu hiệu bình thường thôi. Nếu như không phải ở trong hai cái trường hợp trên thì có thể là do mình đang bị viêm nhiễm âm đạo rồi nhá. Thứ năm nữa đó là khí hư nó màu trắng sền sệt và nó không kèm theo bất cứ những cái dấu hiệu gì thì là một cái khí hư bình thường thôi. Nếu như chúng ta đang bị kèm theo những cái biểu hiện là sưng đau đỏ rát này, ngứa vùng kín và có những cái dấu hiệu là bị viêm nhiễm âm đạo, đó là biểu hiện mà chúng ta đang bị viêm nhiễm âm đạo, lấm âm đạo rồi nhá. Thứ sáu nữa đó là nếu như mà khí hư của chúng ta có màu xanh xám này, màu xám hoặc là kèm theo những cái mùi tanh khó chịu thì đó là chúng ta đang gặp cái tình trạng là nhiễm khuẩn âm đạo, và ngoài ra thì nó sẽ tạo những cái biểu hiện như là ngứa này và bị đau, bị sưng, kèm theo nữa thì là cái bệnh phụ khoa là một cái bệnh không thể đùa được đâu ạ. Và chính vì vậy chúng ta nếu chúng ta phát hiện được mình đang có những cái biểu hiện một sau trong những cái biểu hiện mà em vừa chia sẻ trên thì hãy comment cũng như là nhắn tin trực tiếp để được em tư vấn cũng như là hướng dẫn cho chúng ta điều trị đúng cách. Và những chị em nào xem được cái video này thì hãy giúp em chia sẻ đến tất cả các chị em phụ nữ của mình, bạn bè, người thân, chúng ta biết được và chúng ta có thêm được những cái kinh nghiệm bổ ích về chăm sóc sức khỏe sinh sản mọi người nhé.